tín hiệu rời rạc đúng nhỉ. Tiếp theo là nhiệt độ bạn. Nhiệt độ ngoài trời này nó là tín hiệu một chiều đúng nhỉ, một chiều rồi. Và nó chỉ là single channel đúng rồi bạn. Nhưng mà tín hiệu nhiệt độ nói chung nó là continuous time. À, thì để đáp án này. Simple of sine wave zero frequency tương đương với cái gì vậy? Thế thì một cái tần số bằng không ạ? Một tín hiệu là simple lấy số của tín hiệu là sine tại tần số bằng không. Tần số bằng không thì tương đương với một chiều. Tần số bằng không có nghĩa một giây nhỉ? Lấy không lần. Một giây lấy không lần. À, thì đây là tín hiệu một chiều đó bạn. Không có một lần nào. Mẫu của tín hiệu sine ở tần số 0. Tín hiệu sine nhưng tần số 0 mà. 2PF á, đúng nhỉ? 2PF nhưng F bằng 0. Đấy, thì công thức của nó là 2PF cộng phi không? Cộng với góc lệch pha đấy. Thì khi F bằng 0 thì nó là bằng phi thôi, thì nó là một hằng số bạn. Tần số của là một đại lượng vật lý bạn. Đại lượng vật lý dương nhé, nó là đại lượng vật lý dương. Nhưng mà trong toán học thì nó có thể là âm, bởi vì nó có thể cho một cái F bằng âm. Nó cũng giống hệt như cái tín hiệu nó tương đương với tín hiệu. Trong thực tế đại lượng vật lý bình thường tần số ít nhất là khoảng không, cả là một không thể được. Tự như là một đơn vị thời gian thì như là 15 không thể đáp lại được thì nó phải là dương. Nhưng mà trong toán học thì nó có thể thay đổi từ tần số đấy đi là cái âm, không phải vì quy trình vững đẹp. Ok, thì đây là đáp án là dương nhỉ. Tiếp nhỉ. Tần số dao động lớn nhất của hệ thống tín hiệu rời rạc hình sin ạ. À, thì cái phần này mình cũng giải thích khá là nhiều. Bởi vì cái F lớn hơn 1/2 nó sẽ tìm được cái ảnh tương đương trong cái khoảng từ chiều 2 đến 1/2. Đúng thế. Như cái phần này. Trong khoảng này. Tần số không phải. Tại sao có thể tần số đúng thế trong khoảng thời gian? Bởi vì nó là 2 pi, bởi vì 2 pi. Thế là giả sử một cái tần số cao bao nhiêu thì bạn thì cũng đều có thể tìm được F không phải. À, đây là cái tín hiệu đó là chỗ của rất là nhiều tín hiệu. Thì câu hỏi là line with this. Trong cái tín hiệu này. Thế thì tần số lớn nhất của nó là bao nhiêu? Thì mọi người nhìn cái line tiếp theo này. Cái đó có cái hình ảnh. Line tiếp theo nhầm với line của VQC như là cái đấy. Còn 2 bên V là cái tần số lớn nhất. Thế là tần số. Tần số lớn nhất của cái tín hiệu này. Thì đâu đó sẽ còn cái tần số lớn nhất của nó là cái tần số lớn nhất của cái tín hiệu của mầm của cái tín hiệu này. Tần số bao nhiêu? Lớn nhất bao nhiêu? 300. Tần số 300 bao nhiêu? 150 thôi, chẳng hạn thì F. Thì P rồi F lên thì tất cả 2 thì cái lãi tết nó cũng đôi lên thôi. Thì lãi cả 300. Tín hiệu rời rạc các người ta. Tín hiệu rời rạc các người ta là có giá trị rời rạc. Rời rạc chúng ta, ví dụ như nhiệt độ ngoài trời mặc dù là mình cũng mỗi giờ không là những giá trị đó cũng nếu mà cũng thời gian bản chất ở cái vị trí ấy nó là liên tục nó có cái chu kỳ thời gian thì nó có nghĩa gì nhỉ? Ví dụ là chúng ta là tên nghĩa chỉ là một cái vị trí mà chúng ta sẽ dạy nó được define cho điều kiện nó còn ngoài cái khoảng ta đấy là nó không xét đến chứ không phải không. Đó, không phải bằng chỉ đó, nó sẽ đến. Ok, đáp án chót đây nhỉ?
Nhưng mà cơ bản là nó đúng ạ, nó chỉ có một chút xíu thôi, mấy cái phần mà nhân chia đấy nó cũng có một số cái điều hơi khác. Thì trong cái ốc tép khi các bạn cài ra này thì có bạn nào chưa cài được ốc tép không, nó có bị lỗi gì không nhỉ? Có bạn nào bị lỗi gì không nhỉ? Thì khi mình cài ra thì nó gồm có cái giao diện, đây là cái thư mục mình đang định mở ra làm việc ở đây này. Đây là các cái workspace, là cái chúng ta làm việc nhỉ, thì nó sẽ lưu cái biến ở đây vậy. Còn đây là command history để chúng ta cùng quan sát, thì chúng ta có thể quay lại nhỉ, chúng ta muốn làm cái thực thi của lệnh nào thì chúng ta làm cho nhanh thôi nhỉ. Clear, ví dụ như vậy. Thế thì trong đây nó có một cái đây, update version, thì mình cứ cài cái version mới nhất thôi. Đấy. Còn đây thì chúng ta sẽ vào cái trang này để chúng ta xem một là help ở đâu này, rồi để vân vân nhỉ. Các tu lệnh đâu thì chúng ta vào đây. Và mọi người bookmark cái trang này làm ạ. Cũng lưu ý là đến cuối nhỉ, cuối tuần này cũng có thể là mình sẽ giao cái bài tập mà trong đó có một bài code cơ bản nào đó liên quan đến dùng ốc tép để code nhé. Dùng MATLAB để code chứ không phải code bằng C mà code bằng MATLAB nhé. Thì ok, mọi người vào và bookmark lại nhá. Mọi người bookmark này ạ. Bookmark này. Thôi đừng bookmark vội mà chúng ta bookmark cái phần support này. Chứ còn mình sẽ không vào đây nhiều đâu, mình không vào trang chủ nhiều đâu, mình vào cái chỗ support này. Thế thì vào download thì mọi người cứ chơi cái loại mới nhất thôi ạ. Cứ mới nhất, mình cài mới nhất thì không vấn đề gì. Nó cũng gỡ lỗi chắc cũng ok rồi nhỉ. Nên không cần phải cài các bản trước đâu, cứ cài cái mới nhất này. Đâu đó là khoảng 400 MB. Nếu 400 MB so với MATLAB là đã hạnh phúc lắm rồi đấy. Vô cùng hạnh phúc rồi nha. Thì chúng ta vào support đây nhá. Mọi người vào support và mọi người có thể bookmark cái trang này lại, mà không vẫn chưa bookmark lại thì chúng ta có thể vào hướng dẫn menu ở đây, vào web version mà. Còn không biết là PDF version đây thì có cái gì hay á? PDF version không có bạn, thì chúng ta vào web version nha. Web version đây. Và đây chúng ta phải bookmark cái này lại nhá. Các bạn bookmark cái trang đang cũng mang cái trang sport này để khi cần chúng ta sẽ làm chúng ta tra cứu, tra cứu chúng ta tìm hiểu nhé. Thì ok, đấy là sơ bộ là vậy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái ốc tép này. Thì
Thì ở đây trong đây nó có các cái đây được cửa sổ có măng, trong đây là tài liệu này, chính là cái mà trong cái hép ấy, nó có đấy. Còn đây là các cái phần editor, nghĩa là cái phần soạn thảo đấy. Còn đây chúng ta sẽ vào cái phần thống lệnh nhé. Thì cái lệnh cơ bản nhất chúng ta có thể là clear nhỉ, đây clear đi. Clear nó clear cái biến này mà. Đấy, nhưng mà clear cái màn hình có mắc nhỉ, thì cho nó trông có đỡ gì thì CLC vậy. Đấy, thì nó sẽ clear hết đi nhá. Thì mình muốn tìm hiểu một cái cơ bản bài bản thì chúng ta vào document đây bạn. Ví dụ như mình muốn tìm hiểu là ví dụ như là error message thế nhỉ, hay là matrix đấy, ví dụ đấy, thì nó cũng có các cái hướng dẫn đây bạn nhỉ. Hay là gặp phải câu lệnh nào đó mình không rõ lắm thì chúng ta có thể gõ luôn help đây. If cả, mình đang muốn tìm hiểu về if thì nó cũng sẽ help thôi. Xong rồi cho cái cú pháp sau. Thì cú pháp là if condition and if. Đấy, ví dụ như vậy nhỉ. If condition L if ạ. Condition L đại loại ấy, nó có thể lặp đi lặp lại này nhỉ. Và trong đây là một cái ví dụ ạ. Đấy, trong đây là cái ví dụ. Thì có thể lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu quay lại cái này sau nhỉ. Đấy, ví dụ đây. Đấy là cái help. Mà không thì chúng ta có thể vào đây nhỉ. Chúng ta có thể vào đây chúng ta tìm kiếm có được hay không, hay chúng ta phải xem đề mục ở đây nhỉ. Là một mình muốn tìm hiểu phần nào. Đấy, ví dụ như mình đang thắc mắc là why nhỉ, không biết có hay không đây. Why statement đây có nhỉ, ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể search ở đây nhỉ, search đây chúng ta tìm hiểu về why statement đây nhỉ. Hay là mình có thể function đúng nhỉ, định nghĩa function rồi thì vân vân, rất là nhiều các cái để chúng ta có thể thực thi được nhỉ. Thế thì ok, mình cùng các bạn sẽ quay lại nhỉ, quay lại cái đầu tiên này. Đấy là đấy là giới thiệu để chúng ta có thể vào đâu để chúng ta tra cứu nhá. Thế còn đây mình cùng các bạn sẽ vào cái ví dụ như là a bằng nhỉ, mình lấy ví dụ a bằng bằng 2 đi nhỉ. Đấy. B bằng 9 nhỉ. Đấy, thì nó khi mình enter mà mình không có dấu chấm phẩy vậy. Ví dụ như B bằng 7 đi, chấm phẩy này. Thì mọi người sẽ thấy nó không hiển in ra, nó không in ra đây vậy. Khi mình cho dấu chấm phẩy là sẽ không in ra, nhưng mà cái giá trị B này vẫn được biến, nó ảo nó tạo ra đây vậy. Mọi người nhìn này, giá trị 7 vậy. Giá trị là 7 đây nhỉ. Với lẽ bằng 9 nhưng bây giờ bằng 7 nó bằng 7 thôi. Ví dụ C bằng A cộng B chẳng hạn. Đấy nhỉ. Đấy, thỉnh thoảng bị đơ này, A đây rồi, hay đang nhảy vào đây. C bằng A cộng B nhỉ. Vì C nó bằng 9 thôi, vì là 2 cộng 7 bằng 9 mà. D bằng B chữ A, ví dụ thế, đấy nhỉ, bằng 5, đại loại thế. Thì đây là các cái câu lệnh khai báo biến này, nó xuất hiện ở các cái vị trí nào, đại khái đấy nhé. Hay là còn cái khai báo về mảng hay vân vân chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta mới đấy, xong rồi mình clear đi nhá. Ok, clear hết cái biến biệt, chúng ta lại vào lại từ đầu. Thì mình cùng các bạn sẽ bắt đầu làm quen trong Xbox thông qua các phần mềm này nhé. Khai báo mảng như nào, khai báo biến từ đấy chúng ta biến là biến và scala như scala là cái biến vô hướng mà nó chỉ có mỗi một chiều thôi bạn, nó không phải là một chiều mà nó là một cái biến vô hướng bạn. Mảng một chiều nhỉ, mảng hai chiều đấy là biến một chiều. Thế thì chúng ta vào document nhé, thì mình thử xem. Thì trong cái có lẽ là cái đầu tiên của document đây là để giới thiệu. Đấy, chúng ta thử vào giới thiệu. Run link ống tép là thế nào? Đây là một cái ví dụ ạ. Người ta lấy ví dụ như là khai báo một cái biến A đây nhỉ, chúng ta cùng thử xem nhỉ. Hay trong đây là em mũ nào ạ? Em mũ đây nhé. Là ESP là em mũ thôi. Đấy, thì mình cùng các bạn sẽ vào comment nhé. Ví dụ như là ESP vậy. Ví dụ ESP 1 thì bằng bao nhiêu? Em mũ 1 vậy. Đó là em mũ thôi. Đấy, nó lấy mặc định. Nó là một kiểu answer đúng không nhỉ? Khi mình không gắn những cái biến nào thì nó mặc định, nó ghi là answer. Nó bằng thế này vậy. Thế thì bạn nào thử đuổi hình bắt chữ đoán xem nhỉ, ESP của pi nhân y vậy, y hoặc g đúng nhỉ, thì nó bằng cái nào bạn?
Thế thì mọi người xem thẩm định công thức Euler, giả công thức Euler thì em pi thì bằng cái gì? Em pi pi thì bằng cos của pi ra. Cộng với pi của sin pi ha. Thế thì cos của pi thì bằng 1 ạ. Và sin của pi thì đáng lý ra bằng 0 nữa ạ. Nhưng mà trong đây lại vì là pi có thể là lấy số chắc thì ra lại tính là bằng 10 phút trình 6 ạ. Thế thì bạn nào mà tài năng nhỉ, ESP của 1 thì bằng ESP của Y. Thì bạn nào thử đoán theo thì khả năng nó sẽ bằng gì? Em Y bằng bao nhiêu bạn? Nhỉ? Thì công thức Euler nhỉ, công thức Euler thì con còn nhớ mang máng công thức Euler nhỉ, formula đây nhỉ, Euler formula đó. Công thức Euler đây bạn nhỉ, thì trong trường hợp nó mỗi y mỗi y thôi thì vậy phi nó bằng một đó bạn, phi nó bằng một bạn. Thế thì cos một bằng gì, cos một thì bằng bao nhiêu, cos một thì đâu có bao nhiêu bạn? Ok, bạn nào nhỉ, vừa phát biểu lại nhỉ. Cos 1 thôi, cos 1 thì đâu đó bằng ước lượng khoảng pi 2 hoặc mình cứ bấm máy tính thôi được nhỉ. Đấy, nhưng mà ok thì đây trong đây nó cũng tính luôn cho mình rồi thì mình enter cái ra này. Cos của 1 bằng cos của cỡ khoảng đó. Khoảng pi trên mấy đó bạn? Pi trên 3 nhỉ, hơn pi trên 3 một tí. À nhỏ hơn pi trên 3 một tí bạn. Thì đây nó bằng cái này. Sin của nó thì bằng căn 3 trên 2 đấy, khoảng quả đấy bạn. Thì đấy là chúng ta vừa mới làm quen, lại làm thêm mấy cái câu lệnh cho em mũ đúng không nhỉ. Thế thì còn tiếp theo là khai báo một cái mảng đấy bạn. Thì mọi người cùng xem nhé, khai báo mảng đây. Thế thì khi mình enter cả, mọi người sẽ thấy là chúng ta muốn khai báo mảng 2 chiều và trong cái sử dụng điểm là sử dụng mảng 2 chiều rất nhiều. Mấy cái này, mấy cái này đã thạo chưa vậy? Mấy mảng khai báo mảng ok rồi chưa? Thạo rồi đi. Thế ok, thế thì nhanh nhỉ. Thế còn này, tiếp theo trong đây quay lại đây một tí nó có nhân ma chậm nhỉ? Ok, thế B bằng random đã. Thế hàm random này đã thạo tạo nhá. Hàm random đây là khai báo gì thôi nhỉ. Vì yếu tố chấm phẩy đây nó không sổ ở ngoài này đấy cả thì mình cho B bằng đi nhỉ. B bằng nó phân biệt chấm phẩy được bạn. Thì nó sẽ tạo ngẫu nhiên một cái mảng 3 hàng 2 cột bạn. Và các giá trị ngẫu nhiên random, random thì mặc định trong MATLAB. Đấy thì nó là bằng từ 0 đến 1 nhỉ. MATLAB hay Octave ấy thì 0 đến 1 nhỉ. Đấy bạn. Thế trong đây nó ngoài ra nhỉ, thì mình cứ bách mình bách lại nó hơi mệt. Bây giờ thì mình sẽ vào đây bạn. Mình sau thì mình cứ chuyển tab này nó mệt hơn bạn. Nó mệt hơn. Thì mình sẽ vào trên web nhé. Trên web để chúng ta cùng xem cái mấy một số cái ví dụ nhanh nhỉ. Thì ok. Element calculation nhỉ. Đây nó chính nó cũng tương đối là ok vậy nhỉ. Thế thì còn nhân ma trận với một hàng số bạn thì nó nhân từng phần tử mà thôi bạn. Còn đây là nhân hai ma trận với nhau ạ. Nhân hai ma trận thì hai ma trận thì các bạn học trong môn toán cao cấp cái gì đấy nhỉ, nó có thể có nhân ma trận rồi đấy ạ. Thì nhân ma trận nó bằng hàng đấy nhỉ, hàng nhân cột tướng mà nó tính tổng mà nó ra được cái giá trị này. Thế còn trong đây nó còn có cái A phẩy đây nhé. A phẩy đây là lấy A và A phẩy, mọi người thấy nó khác nhau nhỉ? 1, 1, 2 đây. 1, 1, 2 chuyển vị bạn nhỉ, nó chuyển vị ma trận nó thêm dấu phẩy vào. Thế thôi nhỉ. Còn trong đây nó có một số các cái ví dụ khác. Đây cái này có thể chúng ta cũng thử xem x0 bằng x0 này thì đây chỉ là đây là mấy hàng, đây là hai hàng một cột bạn.
hai hàng một cột đúng không nhỉ? Hai hàng một cột. Thế còn trong đây có cái live span này, cái này cũng có thể là được, chúng ta cũng có thể là xem được nha. Live span, live space đúng không nhỉ? Live space. Thì để live space 200 à? 200 lớn quá thì mình chuyển 20 cho dễ hình dung nhá. Thì nó sẽ tạo ra 20 mẫu thôi, chạy từ 0 đến 50 rồi. Đấy, nó chia thế nào đó là 20 mẫu. Đó là đủ 20 mẫu rồi. Ví dụ như mình có thể là viết lại công đoạn này nhá. Thì mình cứ kích tên lên thôi thì nó sẽ đi vào lịch sử vậy. Thì ok, mình sẽ cho cái này từ 0 đến 5 và mỗi từ 0 đến 5 có 2 phần tử đó bạn. Thì nó là 0 và 5 thôi ạ. Dạ. Thế thì từ 0 và 5 mình chia thành 4 phần tử thì đâu đó là chia đều thành 4 phần tử, nó có tính điểm đầu điểm cuối đây. Cuối đây nhá. Thì đấy là một vài công lệnh ví dụ như vậy. Còn float, float x. Hàm float thì đây chúng ta có thể hep float đi nhỉ, hep float đi. Đấy, chúng ta có thể gõ hep float đây thì nó sẽ sổ ra rất là nhiều cái nội dung để mình có thể tham khảo vậy. Hàm float nó rất là dài nhỉ. Thì ok, thì cái float đây thì các bạn là mình để cái phông chữ nó to vì là mình có trình bày sợ một số bạn ở dưới khó nhìn nên mình để nó hơi to. Thì để tìm hiểu với lệnh float nhỉ, thì chúng ta cũng có thể là vào trang chủ của nó thôi. Chúng ta search nha. Float thôi nhỉ. Có rất nhiều cái hàm mà float rồi. Ví dụ vẽ tín hiệu 2 chiều, vẽ tín hiệu 3 chiều ạ. Mình lấy ví dụ tín hiệu 2 chiều được. Thế thì trong đây một là vừa chúng ta mọi người mới xem là vừa các bạn dùng chúng ta dùng cái câu lệnh này. Line space nhỉ, line space nhỉ. Thì hai nữa là mình cũng có thể sử dụng một cái cách khác. Ví dụ P cho khoảng từ 1 đến và mỗi bước là 0,5 đúng nhỉ? Và cho đến là 7 nhỉ? Vừa nhìn nó lại hơi khó nhìn nhỉ, lại này. Thì có lẽ là 0,5 nhỉ? 0.5 đến 2 thôi nhỉ? Thì nó sẽ là từ 1 5 và mỗi bước nhảy là 5. Thì từ nhau mình biết là mình muốn là mình biết là mình có tạo ra những từ sỏi này của mình là mình nhận ra link space để là muốn trong khoảng nào mà mình nhảy cho nó thì nó sẽ tạo ra thì mình cũng được chọn được nhỉ? Mình được tìm bản thân thì như vậy là mình muốn hai có mỗi cái cách nào cũng phải làm nó tạo ra nhỉ? Tạo ra những cái biến tích nhỉ? Thì trong cái phần mắt lát chúng ta xử lý điểm số ta cần dùng rất nhiều các cái mảnh hay là ví dụ mình muốn vẽ tín hiệu sinh nhỉ, tín hiệu sinh thì lúc mình phải cho một cái đến t nó chạy trong khoảng từ 30 giây chẳng hạn là khi mình phải khai báo cách và tùy theo độ nghịch của cái hình sinh đấy mình muốn đi mức độ dài và mình chia khoảng nhỏ hơn thôi, số mẫu là nhiều hơn trong khoảng thời gian đấy, ví dụ như vậy. Thế tiếp trong đây vẽ 2D chứ, thì ok mình tiện đây mình trong đây nó có vẽ luôn này, mình copy nó vẽ luôn cho mình hình sin. Thế thì trong đây mọi người sẽ nhìn thấy này, thứ nhất là cái câu lệnh đầu tiên là x còn trừ 10 trừ 10 thì đâu đó là khoảng 20 chưa
Thì đây là cái vẽ đồ thị. Đây là vẽ đồ thị 2D các bạn. 2D nhá. À, thì nó thêm in ra cái title luôn là Simple 2D. Ok, thế thì cùng mình cùng các bạn sẽ làm một cái ví dụ nữa nhỉ, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái đồ thị nhỉ, đồ thị 3D đi. Thì trong đây 2D rồi, 2 dimension đây rồi nhỉ. Y đây rồi, bởi đấy đọc không đủ đến bỏ ra, bỏ ra. Thì bây giờ chúng ta làm thêm cái 3D đi nhé, nhìn cho nó hấp dẫn nhỉ. 3 dimension plot. Đấy thì đây là cái ví dụ về 3D. Thì ok, mình sẽ copy nguyên cái đoạn này vào, xong rồi lát nữa chúng ta có thể đổi hình bất chữ nhỉ, đoán xem bạn nào mà đoán được nhỉ. Đây là tín hiệu 3D rồi. Thế thì tín hiệu 3D bản chất của phương trình của nó là hai đoạn các bạn. Một, ví dụ như ngày xưa y bằng a x hay là a x bình phương thì lại một tín số đó. Thế còn như là z bằng y bình phương cộng x bình phương cộng hai x bình phương như thế đấy, thì lại là hai chiều. Thì có một chiều là x này, một chiều là y, nó thay đổi nhất có thể là cái z. Thế thì bạn nào mình muốn đoán xem là các bạn cái đồ thị này xã phương trình là gì? Có phải là bậc hai không? X có phải là bậc hai, z có phải là bậc hai mà theo cái yêu hay là hàm bậc ba hay là hàm gì đó rồi đấy ạ. Thế thì mình muốn xem mình cho x bằng không đi nhỉ? Cho x bằng không đi hoặc là cho y bằng không được, cho y bằng không mình khác ra. Thế cái đồ thị của nó khác ra thì đoán xem nhỉ, khả năng nó sẽ là cái này. Thì nó là cái phương trình là gì nhỉ? Ok, chúng ta thử cắt nhá. Ok, thì bây giờ mình các bạn cùng thử cắt này. Thì đoán thôi, đây là mình chưa xem phương trình nhưng mà chúng ta cùng đoán nhá. Đấy thì giả sử bây giờ mình muốn phân tích cái phương trình này nhé, thì bạn nào tài năng nhỉ, thử giả sử bây giờ mình sẽ cắt. À, làm cái cho y bằng không không thì nó còn phụ trợ lợi ích nhá. Thì mình có một cắt một cái như này vào nhỉ, cắt này. Đấy. Thì đâu đó nó sẽ ra cái đồ thị như này. Đấy. Mình đoán nó sẽ ra thế này. Thì theo bạn đây là phương trình bậc mấy hay là gì? Đây là phương trình bậc 3, bậc 2 hay là phương trình em mũ hay là kiểu gì? Đây là khả năng là hình gì bạn nhỉ? Đoán. Mọi người đoán ra cái đồ thị phương trình đây nó là hình xin các bạn. Thế thì mình mới quay lại nha, hoặc là mình có thể vẽ, chúng ta có thể viết thay cái phương trình khác để test thử nhé. Thì phương trình của nó đúng là liên quan đến sin thật vậy. Đây là phương trình sin. Thế thì ok, mình cũng có thể thử nhé, mình các bạn thử một cái phương trình bậc hai đi nhỉ, thì cho nó vui thôi nhỉ. Đấy, thì mọi người thử xem là khả năng cao nó sẽ là hình gì đấy nhỉ. Oh, sorry, đợi chút, mình sẽ copy cái này nhỉ, copy lại nhé. Thế thì mình không cho cái phương trình phức tạp nữa, mình cho nó đơn giản đi vậy. Thứ nhất là space trong khoảng từ trừ 8 đến 8 nó lấy 41 mẫu ạ. Metgids ok này. Đấy, thì ở đây mình cho R bằng nhỉ. R bằng đây tz bằng đi ok, ở đây tz bằng mình thử nhé, tz bằng x bình y bình đi nhỉ, tx nhân tx cộng hai đi nhỉ, TI nhân TI đi nhỉ, thử xem nhé. Thì xem vẽ cái đồ thị ra nó ra thế nào. Thì đây phải có dấu nhân đi nhỉ. Khả năng đây là gì đấy bạn? Khả năng đây là cái, đây là mình có thể sửa lại title là hàm đấy nhỉ. Đây. Tương trình bậc 2 như vậy nhé. Thì mình thử xem là nó có ra là x bình cộng y bình nhé, x bình cộng 2 y bình hay không.
đây chính là phương trình cũng giống như phương trình vừa xong vậy, sao giống thế? X bình cộng y bình trong phương trình vừa xong. Đây là phương trình vừa đây là x bình cộng 2 y bình ạ. Đây là phương trình vừa đây là phương trình vừa có thể giống nhau không? Mới xứng nhỉ? Vậy mình nhớ là mình có cái 2y mà 2y thì nó phải tác động nhiều hơn chứ nhỉ? Phương trình bậc 2 đây có được rồi bạn. Mình thay đổi công thức rồi mà. Đây là t tx bình mà. À. Hay đây nó đang bị bao lỗi này. Bao lỗi cái gì ấy, đúng nhỉ? Đợi một chút xíu nhá, error operation sao 2 chấm. Hay là đây nhân lại nhân ma trận nhỉ? Ok, phải đợi chút xíu đấy. T bình mà nhân hai số mà. Đây ví dụ như a bằng 5 3 b bằng 2 a nhân b s bằng 6. À, đây là hai cái ma trận nhân với nhau. Đấy, thì có thể là mình có khi phương trình có khi lại sai, có khi nhỉ. Thế thì ở đây Maskis đây không phải nhân ma trận đâu, nó cũng sẽ tạo ra từng cái một đó bạn. E nhân t. Ok, đây là x bình y bình. Rồi ok nhé, thì cái này có thể các lại một chút nhỉ, phương trình bậc 2. Ví dụ như vậy. Đang bị lỗi vậy, đang bị cái lỗi này. Error operation nhỉ. Ok, cái nhìn nó không được bao quát lắm ở đoạn này. Thế thì nhân muốn vẽ một cái phương trình bậc 2 thì vẽ một cái phương trình bậc 2 TZ đây, Matrix Light Space tiếp tạo một cái lưới này này, xong rồi TZ vào cái này. Xong là mesh vẽ cái ti để chia xét thôi nhỉ. Yeah, ok, nhưng mà có vẻ như là tại MATLAB Excel không có phương trình bậc hai à. Ok, tôi đặt từ từ nhá, từ từ cái đấy bỏ tạm thời gác lại nhá. Thế thì hoặc là đây nhỉ, hoặc là chúng ta có thể thay phương trình cái đoạn đây có thể là tạm thế nhá, tạm thế đi. Hai đây nó còn vẽ trường hợp đấy, không biết là phương trình gì nhìn cũng hơi kỳ dị nhỉ. Nhìn cũng hơi kỳ dị. Cứ mỗi lần tăng x tăng y lên đấy nhỉ. Đây là còn vẽ theo tọa độ cực à. Đấy, có thể là hơi khác, mình lấy ví dụ nha, thử xem. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Thì nó ra cái đồ gì này, để nhìn nó x y nó tăng rồi thế nhỉ? Ok, tạm thế. Thế thì bây giờ mình bạn cùng sang còn một cái ví dụ nhỉ. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ lấy một cái ví dụ và chúng ta đang muốn là trong cái xử lý dữ liệu số chúng ta cần nắm rất là nhiều. Hiển nhiên các bạn thì chúng ta dùng một cái câu tiếp thì SQL để chúng ta sử dụng cái câu lệnh của bằng for, bằng quay, đấy là các cái cơ bản chúng ta sử dụng để chúng ta. Thế thì câu lệnh if nhá, mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu cái câu lệnh if ở trong đây bạn. If ở trong đây thì chúng ta sẽ have thôi nhỉ, have. Đấy. Mình cứ cần tìm hiểu cái gì thì mình search cái từ have phải bạn. Thì trong đây nó có một cái đoạn code như là sau. X bằng 1 này. Nếu x bằng bằng 1 thì in ra là 2, ngược lại nếu mà nó bằng 2 thì in ra là tu thôi nhỉ, còn ngược lại thì in ra là chẳng phải 1 chẳng phải 0 à n if. Thì cái này nó ngược lại nhá, ngược lại nó khác với lại lập trình C. Thì if của chúng ta thì chúng ta dùng block code, còn trong đây nó phải cho cái từ end if vào đây bạn. Ok, mình sẽ quay lại chỗ command window đây nhỉ, đây command window. Đấy. Thế thì trong đây nó sẽ in ra cái gì? Nghĩa khi mình enter cái từ end if này. Nó sẽ hiển thị là chữ 1. Bởi vì trong trường hợp này đúng x đang là một thật, đúng nhỉ? Đấy, ví dụ như vậy. Thì câu lệnh cấu trúc của nó cũng condition cũng giống hệt như lập trình C nhỉ, nó khá là thân thuộc rồi.
có điều hiển thị đây là print f thì đây nó là display one thôi nhỉ. Và nhớ là có init nhé, chứ không phải là block code đâu, nó không phải là dùng cái ngoặc móc đâu, đúng nhỉ, này đại loại thế. Thế bây giờ chúng ta dùng cái vòng quay, hay là bây giờ mình để giao lưu cái đề nhỉ. Bây giờ mọi người thử nhé, bây giờ mình sẽ giao cái đề các bạn tìm cái bước số chung, bước số chung đi, có 2, 3 đấy, thử xét, đấy, ước số chung chúng ta thuộc, còn một số chung thì hơi không thể đồng ý nhỉ. Thì ok, chúng ta làm bài đầu tiên là mọi người hãy cho hai số AB, ví dụ như A bằng 500 đúng không nhỉ, B bằng 350 đúng không nhỉ, đấy, thì ước số chung của hai là, ví dụ như vậy. Ví dụ C nhỉ, C bằng ước số chung lớn nhất của A và B. Thì làm sao mình kể được đoạn code? Thì với cái đoạn là đây là bài trình cơ bản C thì mình biết ta sẽ dùng cái vòng quay và ta áp dụng cái cách thức thì ước số chung của ước biến. Thì ước số chung của hai số AB thì như ở đây quy ấy, đó chính là ước số của một số bé là nhiều của hai. Ok, thì trong cái bài từ ước chung như là C mọi người cũng nào rồi, bây giờ chúng ta biết trên cho C mát lát hay là ông Tết cũng vậy thôi, thì biết xem thì nào. Thì chúng ta sẽ thắc mắc có nhận quả là các bài này là C là dùng vòng quay. Nếu mà A khác bên thì là ít, A là lớn hơn B thì A bằng A chữ B, em B bằng B chữ A. Thì nó cũng đúng hệ trong một trình C thôi, chứ kiểu là chúng tôi biết là mình có em thích đây quay thì có em quay và mình cũng biết là quay là đúng hay sai, condition này cũng biết là đúng hay sai thì ta phải hẹp thôi, là quay quay đúng nhé. Thì mình có thể là hép ở đây cũng được, mà không thì mình có thể ra ngoài tìm ở trên trên web đây nhé. Thì mình sẽ quay về đây nhỉ, quay luôn. Cái why statement các bạn có đấy bạn nhé, thì chúng ta thử open này để chúng ta tìm hiểu xem. Mọi người thử tranh thủ viết đi, mọi người có bạn nào thì ốc tết mà không chạy đúng nhỉ, bạn nào ốc tết thì đúng không? Thì viết bài nhé, thì bài tiền đề của chúng ta các bạn sử dụng nhiều là tạo ra các mặt chất rất là nhiều, sử dụng một mặt cũng là for why rất là nhiều, muốn cho lọc và được tín hiệu hay là muốn chốt tín hiệu được vào, muốn tạo tiếng vong cho vân vân thì đều là dùng các cái for why, thao tác dữ liệu trên các cái mặt trận vậy. Ok, các bạn nào viết thử được chưa nhỉ? Condition đây, body và end why này. Đấy. Thì trong đây là một cái ví dụ nhỉ? Trong đây là cái ví dụ vậy. Làm F, trong đây người ta lấy một cái ví dụ là ví dụ Fibonacci nhỉ? Fibonacci. Ok. Thì trên đây thì mình cũng giải thích luôn cái Fibonacci nhỉ? Fibonacci đây. À, trước khi viết cái bài đấy thì chúng ta copy cái bài Fibonacci vào trong đây nhá. Đấy, mình clear hết cả biến thế này, sạch sẽ nhá. Xong nha. Bây giờ mình mới copy cái đây. Thế trong cái Fibonacci thì gặp câu lệnh, mọi người cũng vừa học kiến thức đây này, Fibonacci 1. Đây nó khai báo ạ. Khi gặp một câu lệnh là khai báo đây nó bằng là một cái mảng một chiều đó, một hàng 10 cột và tất cả có giá trị là one hết, one nhỉ, đấy có một vài cách khai báo đấy, thì chúng ta bắt đầu làm quen nhỉ, làm quen hơn một chút. Ok, mình clear lại nhá, clear lại chúng ta sẽ làm đấy. Thì khi chúng ta khai báo one này thì đây chính là câu lệnh tạo một cái mảng một chiều ạ, một hàng 10 cột và giá trị khởi tạo bằng 1 hết ạ. À, thì nó có được cái biến đây, mình kích nút vào đây mọi người sẽ nhìn thấy cái giá trị của biến của nó bạn. Thế tiếp theo mình vào command window, mình lại làm câu lệnh tiếp theo nhỉ, y bằng 3 thôi. Biến ra y bằng 3 nhỉ. Trong tiếp theo là trong khi y bằng 10 mà. Trong khi y nhỏ hơn 10. Thế khi mình enter này mọi người sẽ thấy nó mất đi cái dấu hai cái dấu mũi tên rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó đang chờ mình nhập các cái số tiếp theo ạ. Nhập các cái lệnh tiếp theo vì nó chưa nhìn thấy end while đâu mà.
thì nó sẽ tạo ra cái Fibonacci mà nó cũng chưa thấy làm gì. Các bạn nhìn nó chưa thấy xuất hiện cái biến nào cả. Thì chúng ta lại là y cộng cộng thôi nhỉ. Để đến đây rồi gặp với lại y cộng cộng à. Cũng không làm gì cả đó nhỉ. Y cộng cộng có dấu chấm phẩy đấy. Ở trên đó có dấu chấm phẩy, mình mà không có dấu chấm phẩy nó sẽ in ra trong quá trình nó thực thi các bạn. Tôi cũng được, coi như để nó bớt nhá. Đấy, xong em thôi. Thì nó sẽ in ra. Thì y ở đây nó đang là từ 3 đấy bạn. Đấy. Vì là mình cái y cộng cộng mình thiếu dấu chấm phẩy bạn. Thành ra nó cứ in ra thôi. Answer là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bạn. Và cuối cùng Fibonacci thứ 10 đây. Sau khi nó chạy xong đấy. Thì cái Fibo, cái array đó nhỉ. Nó sẽ là 1, 1 đấy. Hai cái đầu Fibonacci 1 1 2 1 5 thì nó ra được thứ 10 của Fibonacci của vòng quay trong vòng quay. Thế thì với cái vòng quay mọi người có thể hiểu được cái cách thức của nó đây, thì các bạn thử nhỉ, thử giúp mình xem là viết một cái vòng quay đây bạn. Thì bây giờ thử viết một cái tìm ước số chung đi. Yeah. Ok, tìm ước số chung của hai số AB, cái bình phẩy chỉ AB nào đó bên trên thì là AB. Tìm ước số chung. Thì quốc nhà mọi người cần tìm ước số chung ra. Tất nhiên để ước số chung lớn nhất. Thì đây là quốc C của đây. Nhưng có thể con C thì là XL là hơi khác. Các thì như condition khác trong mắt áp cũng như thế nào. Đây chúng ta hôm nay mới làm quen. Thế thì ước số chung thì code thế nào? À, thì mình có thể code đây nhé. Thử xem này. Cho hai số AB đấy nhỉ. Ví dụ A bằng 500 đi. Bất kỳ chấm phẩy nhé. Để cho nó đỡ in ra. B bằng 350 nhỉ. Ví dụ thế. 350. Xong rồi mình mêm y. Trong khi có lẽ là A khác B đó bạn. Thì không phải block code cả đâu bạn. Thì if đúng không nhỉ? If A mà lớn hơn B vậy. Thì vừa nãy chúng ta đã thực hành những con if rồi. Dạ, thì display gì đấy thì bây giờ nó là A bằng A trừ B. L if ạ, L if hình như nó phải có L if ạ, chứ không biết có L không có được hay không, mình cũng được ạ, ok. B bằng B trừ A. À, đây thực ra đây là N, N if mà không, hình như N không cũng được ạ, à, bởi vì nó cũng hiểu sẽ N cái liền kề trước đó ạ. Và trong đây là N y thôi. Wow. Và có chăng thì C bằng B là kết quả đi nhỉ, bằng A bằng B đều được rồi. Đây. Không biết là display à, đúng nhỉ, display A đi, đúng nhỉ. Hãy display C thử xem cái kết quả bằng, thử xem nhỉ. Thử xem. Em, ok, cảm ơn bạn, dạ, thử xem nhé, chúng ta thử xem. Đấy. Kết quả đúng là 10 đúng nhỉ. Nhưng mà qua Warring socket đóng mở ngoặc xung quanh cái này sử dụng chăn value. Ừ. Giá trị làm tròn. Ừ, đấy, ok nhá. Thì đấy là cái chính cái đoạn mà nó để tìm ra cái đáp án. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế thì ok thì chúng ta làm vòng for, vòng for nó tính từ for đấy nhỉ. Đấy. Thì chúng ta tìm hiểu vòng for thế nào, vậy thì chúng ta thử xem nhé. Thì đấy for, đấy for statement đây, nhỉ, có ngay đây. Thì tìm hiểu qua một chút để chúng ta tính tổng từ 1 đến 100 đi. Ví dụ như n bằng, đầu tiên là mình sẽ cho cái dùng vòng for nhé, thì đây là n bằng 100 nhỉ. Đấy. F thì bằng 0, có lẽ mình phải khởi trị F bằng 0 đúng không ạ? Có thể nhé. For value expression này, body này, n for này. Đấy, ví dụ như là Fibonacci for i từ 3 đến 10. Đấy. Ok, thế là n for xong. Thế còn for nó còn đây, for nó lại là for y bằng, đấy, nó lại một cái mảng hai chiều, nó cũng khó là phết. Đấy, loop over matrix những nhà đấy thì nó lại có rất là nhiều cái. And for đây có mấy cái ví dụ đây nhỉ? Thì bài này chúng ta dùng cái câu lệnh đầu tiên nhỉ? Câu lệnh đầu tiên là gì? For. Con đây nó không đóng mở ngoặc ạ. Trong đây nó chỉ là value expression thôi nhỉ. Y bằng 1 đến n. Y là 1 đến n. F bằng F cộng Y. Chấm phẩy nhé. Để cho nó đỡ in ra ạ. M4 nữa nhỉ. N4 và gì đó. X, ví dụ như vậy, F. Thế thôi, dạ. Thì có lẽ đây là cái đoạn vòng lập for để cho update được. Thì đúng là F nó bằng 550. Ngoài ra trong nó lát có cái lệnh hình phúc đầu vào để đi chữ chẳng bình A, chữ bình B. Còn bây giờ mình dùng các bạn sẽ mở cái tài liệu rồi mát lát bây giờ chúng ta sẽ thử thành xem có các cái trong đây thì cái tài liệu này nó rất sát với cái nội dung của môn học của chúng ta. Thì mình đã gửi cho các bạn cái
cái tài liệu MATLAB ở đầu kỳ mà có thể mọi người đã download về rồi đấy bạn. Thì trong cái tài liệu 2A ấy là MATLAB DSP ấy ạ, sử dụng MATLAB. Thì cái tài liệu này cũng hay, nó viết cũng hay, không khác gì cái giáo trình của mình. Chưa kể của chúng ta còn có bản đẹp nữa cơ, bây giờ bản rất là đẹp. Thì trong đây nó quyển sách này là 671 trang. Thì nó trình bày nó không quá kỹ như cái quyển sách nhưng mà nó cũng đầy đủ các kiến thức và có thêm phần MATLAB thì cũng xử lý nhà vân vân nó cũng như mọi thì cái này cũng hay hơn ta cũng là vì nó MATLAB nó còn hơn nhà không không nhưng mà nó không kỹ bằng cái quyển kia. Quyển kia thì ai mà muốn hiểu chuyên sâu ấy, thì đọc cái quyển kia họ có nhiều ví dụ hơn nhé, trong mỗi cái liệu kiến thức. Thì ngoài ra trong đây mình cũng đưa lên, nếu không nhầm thì đưa lên trên driver có cả cái tài liệu thứ hai cũng hay, tài liệu thứ nhì đây là cũng tạm tạm nên chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Còn bây giờ mình cùng các bạn sẽ mở cái bài MATLAB 2A rồi nhỉ? Thì xem qua một chút nhỉ? Nó cũng có thể giúp chúng ta tính tích chậm về tính correlation nếu nhỉ? Có thể nhỉ? Thì ok, trong cái tài liệu này thì mình cũng giới thiệu qua một nhanh thôi. Thì về nhà hoặc là chúng ta sẽ thử thực hành xem. Chương 1 là giới thiệu tổng quan này. Đấy, chương 2 là giới thiệu về mạch rời rạc. Chương 3 phân tích Fourier. Chương 4 là biến đổi Z. Đấy, vì dự kiến có thể thứ 6 chúng ta sẽ sang biến đổi Z. Chương 5 là chuyển đổi Fourier rời rạc. Đấy, chương 6 là thực thi mạch rời rạc lọc. Đấy, nó có các cái nội dung đấy. Và cũng có thể chúng ta trong cái assessment ấy, cuối kỳ nó sẽ có thiết kế cái bộ lọc file line impulse response nhé, là đáp ứng xung hữu hạn kiểu kiểu như vậy. Thế thì trong đây nó có các cái chương mình cho là ok nhé. Thì đây là cái prefix này. Thì trong đây nó cũng có giới thiệu một số MATLAB nhỉ, MATLAB giới thiệu về MATLAB. MATLAB thì hiện tại bây giờ nó cũng giống như ốc tết thôi nhỉ, giống như ốc tết. Thì introduction đây thì chúng ta cùng xem qua một chút là cái này chúng ta đã quen thuộc rồi thôi này. Xử lý tín hiệu, đây là tín hiệu tương tự, ở đây là tín hiệu số này. Cái cuốn sách này không phải chỉ có MATLAB mà cuốn sách là xử lý tín hiệu có sử dụng MATLAB nên nó cũng có nhắc lại các cái khái niệm. Thì chúng ta lướt qua vì cái này phần này chúng ta học kỹ rồi thì thôi. Đấy, giới thiệu về MATLAB này. Đấy, MATLAB thì là một, nó viết tắt của từ gọi là MATLAB đúng nhỉ, là matrix đúng nhỉ. Đấy, MAT là matrix đúng nhỉ. Chuyên xử lý mạch trận. Còn đây là cái câu lệnh đấy nhỉ, chấm phẩy hay là hép có măng, đấy là vừa mình đã trình bày sơ sơ. Đây là các cái biến, đây là các cái mảng. Mọi người thử phân biệt matrix và array nhé, có thể nó khác nhau. Để xem biến vô hướng là cái biến chỉ có một phần tử thôi, nó là biến một một thôi, một hàng một cột, nó gọi là scalar, là biến vô hướng. Thông thường chúng ta quen thuộc thường là quen biến vô hướng vậy. Còn trong đây là có vector, nhỉ, vector cột, vector hàng. Còn matrix nói chung là có hai chiều. Lướt qua một chút nhé. Thì trong đây nó có một số cách khai báo, ví dụ như là A bằng 3 cũng được, mà không thì A bằng 3 đóng bằng ngoặc này, đây là scala biến vô hướng ạ. Vô hướng này. Còn đây là hàng, còn đây là cột. Y đây là cột nhé, có đúng là 3 hàng một cột không? Đấy, còn đây là 2 chiều nhé, 2 chiều. Còn đây là các cái operator của nó bạn. Operator cũng là gán này, cũng là so sánh này, cũng là trừ này. Đấy, cũng là chia. Đấy, còn chia array thì thế nào bây giờ, hay là nhân array nhân thế nào thì chúng ta sẽ thực hành tìm hiểu sau. Còn đây là các cái logic or, logic not, logic and, đấy là ký hiệu này. Transpon là thêm dấu phẩy. Transpon là chuyển đổi đấy, quán vị là chuyển đổi, vân vân. Thế trong ma trận thì vừa chúng ta thêm dấu phẩy vào để chuyển đổi, còn trong cái
cái số phức đúng nhỉ, thì lại là hoán vị ạ. Ví dụ như là a bằng 6 cộng với 5 y thì nó bằng là, thế thì a phẩy bạn thì nó bằng answer nó bằng 6 trừ 5 y, nó là lấy hoán vị của nó bạn, hoán vị của một số phức. Còn đây là các cái matrix operator thì gồm có nhân ma trận là nhân hằng số là đúng nhỉ, thì vừa nãy chúng ta đã thực hành các cái phép nhân ma trận rồi nhỉ. Đấy, còn tiếp theo là index operation nhỉ, thì control follow nhỉ, thì cái phần này vừa cũng đã thực hành if condition compound l if đại loại thế nhỉ, for nhỉ, index bằng value đã lại thực hành xong nhỉ. Thì buổi tiếp theo nhỉ, chúng ta sẽ mình sẽ giới thiệu một chút, dành ra chút thời gian để mình sẽ giới thiệu thêm một chút, mọi người cứ phải tự tìm hiểu nhé. Còn mình sẽ giới thiệu thêm một vài câu lệnh liên quan đến rất là sát đến DGT, ví dụ như là convolution tích chập thì tính thế nào. Đấy, rồi thì vẽ đồ thị nhé, có thể tìm hiểu thêm về vẽ đồ thị và một số câu lệnh khác. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang chương 3. Chương 3 là biến đổi Z. Còn bài tập thì chắc là đến hôm đấy mình cũng giao xong để cho mọi người về nhà làm nhé. Trong khoảng vài ba hôm, một tuần rồi đấy. Thế nhỉ, thì hết giờ rồi, thì hẹn gặp lại lớp mình vào trong buổi học tiếp theo vào hôm thứ 6 nhá. Ok, cảm ơn, hẹn gặp lại. Thế nhá, các bạn nào chưa làm